Việt Nam này tiếp tục với những thông tin cập nhật về diễn biến mưa dông trên cả nước cùng anh Quốc Sáng. Vâng anh Quốc Sáng ạ, ngay bây giờ đây thì nơi nào đang có mưa và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào với anh? Vâng, hiện thì mây ẩm vẫn đang bao phủ và gây mưa phần lớn cho các khu vực trên cả nước. Và sở dĩ ba miền đều có mưa như vậy là do cùng lúc tồn tại nhiều hình thế gây mưa. Ở phía Nam là gió mùa Tây Nam thì liên tục đẩy ẩm vào và gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Còn từ Thừa Thiên Huế trở ra hết khu vực Bắc Bộ thì là ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Vì là giải hội tụ nhiệt đới thì đang có trục vắt ngang qua khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nên đây cũng là khu vực mà tiếp tục có mưa lớn trong đêm nay và ngày mai. Cảnh báo có nơi mưa rất to, lượng mưa có thể là trên 150mm, nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Với Bắc Bộ thì mưa dông sẽ diễn ra nốt trong đêm nay, vùng mưa tập trung chính ở khu vực Đồng Bằng và Hòa Bình, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Không loại trừ khả năng xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Sạt lở đất và lũ quét là những hiện tượng cướp đi sinh mạng của nhiều người dân ở vùng núi Bắc Bộ trong thời gian qua. Sạt lở và lũ quét có thể xảy ra rất nhanh, vì thế bà con cần hết sức cảnh giác, để ý các dấu hiệu của sạt lở và lũ quét như là vết nứt, vết lún trên tường nhà hoặc xung quanh nhà. Nước sông suối thì đổi từ màu trong sang màu đục và hãy di dời ngay nếu thấy không an toàn. Ở phía Nam thì gió mùa Tây Nam sẽ tiếp tục gây mưa dông cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối mai. Cảnh báo có những nơi mưa to đến rất to và tiềm ẩn về lốc sét cũng như là gió giật mạnh. Mưa xuống trong thời gian ngắn cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong 2 ngày tới. Thủ đô Hà Nội có mưa dông nốt đêm nay, từ ngày mai mưa giảm nhanh, trời mát 29 độ C. Đến thứ ba có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức là 31 độ C. Thành phố Đà Nẵng dự báo sẽ có mưa dông trong cả 2 ngày tới, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 30 độ C. Thành phố Đà Lạt dự báo đêm nay ngày mai mưa nhiều trời lạnh, nhiệt độ không quá 22 độ C. Đến ngày kia thứ ba mưa giảm, trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 23 độ C.